Sườn Đồ Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác một loạt những cái tác phẩm bên em các bác nhé. Và ở đây là không gian của em ở 80C Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Và nếu như các bác chúng ta đang xem video này thì điều đầu tiên các bác chúng ta làm là hãy like video này cho em, ấn nút chuông bên cạnh và đăng ký kênh để có thể theo dõi các cái sản phẩm bên em các bác nhé. Và ngay bây giờ thì em sẽ quay toàn bộ không gian của cửa hàng. Và đây sẽ là một video tổng hợp những cái tác phẩm đẹp độc đáo nhất bên em các bác nha. Và không gian ở bên phía bên này là nơi trưng bày rất là nhiều các tác phẩm ở những chất liệu gỗ khác nhau. Và đây là một tác phẩm gỗ nu hương. Trên này cũng vậy các bác nhé. Và em sẽ cùng quay thật là cận cảnh vào từng tác phẩm một để cho các bác chúng ta cùng xem. Hiện tại thì đang có khách đang ở tại cửa hàng để cùng ngắm các cái tác phẩm bên xưởng tượng gỗ. Và bên này thì em muốn giới thiệu đến các bác tác phẩm ngũ cốc trấn trung tiền, được chế tác từ chất liệu gỗ hương hàng ôm đá tự nhiên. Tác phẩm có mã TCTT094, có kích thước cao 59, ngang 88 và sâu 67, hiện tại còn nặng 79 kg. Một tác phẩm với một cái phôi gỗ rất là to. Và nếu như các bác nào mà chúng ta đang tìm kiếm những cái tác phẩm thiềm thừ thì các bác chúng ta có thể liên lạc với xưởng gỗ các bác nhé. Đây là em sẽ phép là quay sát để cho cả nhà chúng ta cùng ngắm những cái đường nét chạm khắc của tác phẩm thiềm thừ này. Một cái phôi gỗ rất là to, ôm đá tự nhiên. Bác nào mà chúng ta muốn chơi theo một cái thế gỗ tự nhiên thì các bác chúng ta có thể chơi sang cái pho tượng này cho em nhé. Và đây là mặt sau của tác phẩm ngũ cốc trấn trung tiền, chất liệu gỗ hương ta hàng liền khối các bác nhé, được làm rất là đẹp mắt. Tiếp theo là tác phẩm di lập nhị tiểu, ngồi trên bao tiền, được chế tác từ chất liệu gỗ nu hương, có mã TPDL381, có kích thước cao 50, ngang 53, sâu 33, hiện tại còn nặng 13 kg. Tác phẩm có giá bán bên em là 11.500.000 đồng cho tác phẩm này. Một cái chất liệu gỗ nu hương liền khối các bác nhé, và được làm rất là kỹ và tỉ mỉ từng chi tiết một. Hoa nu các bác có thể nhìn thấy là kín mít luôn ạ. Những cái đường nu chảy, sự chảy rất là tuyệt vời, và được làm rất là kỹ và sắc nét từng chi tiết một. Đó, từ những cái tiểu đồng nhỏ cho đến tiểu đồng nam này, rồi đến phật di lặc ngồi ung dung tự tại rất là đẹp. Và ngay bây giờ thì em sẽ quay tứ diện để cho cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Rồi ạ, các bác chúng ta có thể nhìn ngắm tác phẩm này một cách tứ diện nhất. Và đây là một tác phẩm để bàn rất là tuyệt vời, rất là hoàn hỉ, chất nu, chất sụn rất là đẹp mắt các bác nhé. Với những cái đường vân rất là tuyệt chạy quanh tác phẩm này, rồi hoa nu kín mít rất là đẹp, màu gỗ vàng ươm. Và với những cái tác phẩm này thì các bác thích hợp để trong không gian Việt lắm ạ. Và ngoài ra thì nhà bác nào mà chúng ta đang có những cái không gian trống ở trên bàn, những cái bộ bàn ghế gỗ hương, thì việc lựa chọn một tác phẩm nu hương màu gỗ vàng đánh dán như này rất là tuyệt vời ạ. Và ngay bây giờ thì em sẽ cùng quay cho các bác tiếp ở những không gian tiếp theo ở bên xưởng tượng gỗ các bác nhé. Tiếp theo là không gian ở bên kệ bên giữa của cửa hàng em các bác nhé. Và em sẽ quay lần lượt để cho các bác chúng ta cùng ngắm kỹ hơn về không gian bên này. Tác phẩm đầu tiên di là ngũ tiểu, đứng trên bao tiền, chất liệu gỗ nu hương, có mã TPDL303, có kích thước cao là 59, cà kỷ cao 73,5, ngang 50, sâu 24, hiện tại còn nặng 22 kg. Tác phẩm có giá bán bên em là 25 triệu đồng cho tác phẩm này. Và tác phẩm được chế tác từ chất liệu gỗ nu hương liền khối, và đây là chất nu mắt đỏ, nu cám kín mít luôn các bác nhé. Và tất cả những cái chi tiết được làm đục nổi lên trên này làm canh bông rất là tuyệt vời, kỹ từng chi tiết một luôn ạ. Và ở bên đây thì có 5 tiểu đồng tượng trưng cho phúc, lộc, thọ, khang và ninh. Và ở di lặc ở tác phẩm này thì còn kết hợp với rơi tài lộc hay còn lại là phúc đấy ạ. Và gậy như ý thì là vạn sự như ý. Bao tiền thì chứa bên trong này rất là củ cải đủ đầy, một cuộc sống no đủ cho gia chủ. Và cành đào thì tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ. Một tác phẩm mà hội tụ rất là nhiều các cái yếu tố phong thủy tuyệt vời cho gia chủ các bác nhé. Tiếp theo là tác phẩm đạt ma, đứng dưới gốc cây tùng, được chế tác từ chất liệu gỗ cẩm lai, có mã TDM076, có kích thước cao 1m12, ngang 40, sâu 37, hiện tại còn nặng 34,8 kg. Có giá bán bên em là 8.500.000 đồng cho tác phẩm này. Với một cái chất liệu gỗ cẩm với những cái đường vân rất là tuyệt vời, hàng liền khối, thì đây có thể coi là một trong những cái bức tượng mà rất đáng để cho các bác chúng ta sưu tầm các bác nhé. Từ diện mặt cho đến những cái đường vân chạy quanh khắp tác phẩm này. Và em sẽ quay ở đằng sau luôn để cho các bác chúng ta cùng chiêm ngưỡng tác phẩm này ở mặt sau diện, để cho các bác chúng ta cùng ngắm kỹ hơn về tác phẩm này nhé. Thế ạ, mặt sau của tác phẩm làm rất là đẹp, nguyên một cái khúc gỗ lũa cẩm liền khối hết các bác nhé. Đây ạ, các bác thấy không ạ?
khi mà các bác chơi vân của phố Cẩm Vân nó rất là đẹp. Hàng Hàm Tứ Diện và Đạt Ma là một trong những cái bức tượng mà khi mà các bác để ở trong nhà thì sẽ đem lại cái hiệu quả trấn trạch vô cùng tốt cho các bác nha. Tiếp theo là tác phẩm Đạt Ma đứng dưới gốc cây tùng, được chế tác từ chất liệu gỗ hương ta, có mã TDM098, có kích thước cao 95, ngang 65, sâu 30, hiện tại còn nặng 34 kg. Tác phẩm có giá bán bên em là 7.500.000 đồng cho tác phẩm này. Một bức tượng được làm từ gỗ hương ta với những đường vân chạy quanh khắp tác phẩm, được làm tứ diện rất là đẹp mắt các bác nhé. Cành tùng ở trên thì được làm từng nhánh một rất là đẹp, đục đan xen lẫn nhau rất là tuyệt vời. Và khuôn mặt của Đạt Ma thì rất là thần thái các bác nha. Đó, diện mặt rất là thần thái cùng với những cái đường vân rất là đẹp chạy quanh khắp tác phẩm. Thì em nghĩ đây cũng là một trong những cái bức tượng mà rất là đáng để cho các bác sưu tầm. Với một cái dáng là tượng Đạt Ma dáng đứng rất là gọn và tiểu cảnh của nó thì rất là sinh động, đó chính là đứng dưới gốc cây tùng. Bên này là tác phẩm Đạt Ma Hàn Long được chế tác từ chất liệu gỗ nu hương. Đây là một vách nu rất là đẹp các bác nhé. Có mã TDM045, có kích thước cao 64, ca kỷ cao 80, ngang 92, sâu 10, nặng 20.5 kg. Tác phẩm có giá bán bên em là 25 triệu đồng cho tác phẩm này. Một cái vách nu rất là to đẹp các bác nhé. Và nhà bác nào mà chúng ta đang có những cái không gian để một cái vách nu to đẹp và độc đáo như này thì các bác có thể lựa chọn tác phẩm này cho em nhé. Nu kín luôn đấy ạ. Đây ạ, phần tà áo này, các bác có thể nhìn thấy là chất nu rất là đẹp, mặt đục rất là thần thái. Đây là ở đây trên này là mây cuộn vào làm canh bong và liền hết các bác nhé. Dưới này là rồng. Rồng này thì là hàng nghệ nhân làm rồi khỏi chê. Và các bác thấy những cái đường vân sụn và nu đây không ạ? Hoa nu kín, rồng và sóng ở dưới các bác nhé. Đây các bác nhìn cái quả cầu ngọc này cho em này, làm rất là tuyệt vời. Và tác phẩm này có kèm luôn cá kỳ để cho các bác trưng bày ở trong không gian của mình. Và bên này thì là một tác phẩm Di Lặc Nhị Tiểu Bác Cành Đào, chất liệu là gỗ hương ta. Và tác phẩm Di Lặc này thì là một trong những bức tượng để bàn rất là tuyệt vời. Tác phẩm Di Lặc gỗ hương ta có mã TPDL371, cao 45, ngang 70, sâu 24, nặng 35 kg. Tác phẩm có giá bán bên em 7.300.000 đồng cho tác phẩm này. Và hàng Di Lặc, các bác có thể nhìn thấy là những cái đường vân rất là tuyệt vời, được làm từ chất liệu gỗ hương ta và tất cả các chi tiết đều được đục móc canh bong ra hết các bác nhé. Làm rất là tỉ mỉ và những cái đường vân sụn quanh tác phẩm này rất là đẹp. Và đây là một mẫu tượng, đây em đang kê một cái đôn. Cái đôn này mặt 35 thôi. Nhà bác nào mà có đôn cao hơn hoặc các bác để lên trên bàn uống nước hay là để trên sập ấy ạ thì để nó rất là hợp lý. Sang bên phía bên này thì là những tác phẩm Di Lặc Tế Công hay là Khổng Minh Gia Đình Gà. Và bức em đang quay có mã TPDL358, cao 61, ngang 44, sâu 22, nặng 22 kg. Tác phẩm có giá bán bên em 7.500.000 đồng cho tác phẩm này. Chất liệu gỗ hương ta, hàng liền khối các bác nhé. Cây tùng ở trên cũng được làm liền luôn ạ. Và hàng làm tứ diện rất là đẹp với những cái đường vân và chất gỗ già đanh rồi các bác ạ. Màu gỗ thì BUM, nước sơn rất là cao cấp. Và sang bên này thì là tác phẩm Tế Công, được làm từ chất liệu gỗ nu hương. Tác phẩm này thì có mã là TTC001, cao 50, ngang 91 và sâu 40, và còn nặng 48.5 kg. Bác nào mà chơi những cái tác phẩm hàng cực kỳ độc ấy ạ, chúng ta lựa chọn cho em tác phẩm này rất là tuyệt vời. Và tác phẩm này thì có giá bán bên em là 36 triệu đồng cho tác phẩm này. Liền khối hết các bác nhé. Và phần nu ạ, nu cám kín mít vào đúng cái chum tiền luôn, nó rất là đẹp. Phía bên này thì có hai tác phẩm nu hương rất là độc đáo. Một bức là Gia Đình Gà, có mã là TLV298, cao 1m01, cả kỷ cao 1m20, ngang 53, sổ 28 và còn nặng 34.5 kg. Tác phẩm có giá bán bên em là 30 triệu đồng cho tác phẩm này. Và được làm tứ diện rất là đẹp các bác nhé. Đây là một cái vách nu nó rất là to và liền khối hết luôn ạ. Và tất cả các cái nu đều vào hết các cái bìu nu ở phía dưới này các bác này. Những cái chum tiền hay là những cái đĩnh đá mà gà đứng lên. Và đặc biệt hơn nữa là nu kín các bác nhé. Kể cả những cái chi tiết đục nổi, ví dụ như là gà mái này, cung bám nu này, gà trống này nu cũng kín luôn ạ. Do là đục lên nên video này có thể là các bác nhìn sẽ hơi khó. Và trên này hoa phù dung làm rất là tỉ mỉ. Các cái chú gà con cũng được đục rất là tuyệt vời. Trên này thì có khóm trúc này, cây tùng làm rất là đẹp. Và tác phẩm này thì có giá bán bên em là 30 triệu đồng. Và những cái tác phẩm Gia Đình Gà thì khi mà các bác chúng ta trưng bày ở trong nhà thì sẽ đem lại rất là nhiều ý nghĩa tuyệt vời cho gia chủ, đem lại thịnh vượng, đem lại hạnh phúc, tài lộc, may mắn cho gia chủ và rất là dễ để các bác nhé. Rồi ạ, ở dưới này
thì là một tác phẩm di lặc. Đây là một cái vách nu rất là tuyệt vời. Tiếp theo là tác phẩm di lặc cánh gậy được chế tác từ chất liệu gỗ nu hương, có mã TPDL 38382, có kích thước cao 45, ngang 67 và dày 11 phân, còn nặng 5 kg. Tác phẩm của sở bán bên em là 16 triệu đồng cho tác phẩm này. Và những cái vách nu này thì các bác, một là chúng ta có thể chơi và treo lên tường, hoặc là chúng ta có thể đóng kỷ để trực tiếp ở trên bàn của mình các bác nhé. Nu kín mít luôn ạ, hoa nu kín mít và được làm từ gỗ nu hương, là một trong những cái chất liệu rất là quý hiếm hiện nay. Mặt đục đây ạ, mặt đục rất là đẹp và hoàn hỉ, cùng với đó là cái chất nu cám kín luôn các bác nhá. Em sẽ quay ra mặt sau để cho các bác chúng ta cùng nhìn. Mặt sau thì là em đã phay mịn rồi, nên là khi mà các bác chúng ta đem về thì chúng ta có thể treo trực tiếp lên luôn cũng được, rất là đẹp. Đó, mặt sau của tác phẩm này nhá. Tiếp theo là hai tác phẩm thiềm thử, chất liệu là gỗ hương đá rất là to các bác nhá. Và tác phẩm ở bên phía bên tay trái này có mã TCTT096, có kích thước cao 39, ngang 45, sâu 43, nặng 35 kg. Cô sẽ bán bên em là 6.500.000 đồng. Em sẽ xoay tứ diện để cho các bác chúng ta cùng ngắm tác phẩm góc này các bác nhá. Làm tứ diện rất là đẹp, vân gỗ rất là tuyệt vời. Rồi ạ, thiềm thừ là một trong những cái linh vật phong thủy mà thu hút được rất là nhiều tài lộc các bác nha. Vân gỗ rất là đẹp và thiềm thừ hay còn được gọi là cóc ba chân không thể thiếu ở mỗi nhà rồi đúng không ạ? Và mỗi gia đình Việt đều lựa chọn những tác phẩm thiềm thừ như thế này để ở trong phòng khách, cửa hàng, văn phòng hay công ty để thu hút tài lộc, trấn trạch rất là tốt. Và ngoài ra thì còn giữ tiền tài cho gia chủ các bác nhé. Và sang bên này thì là một tác phẩm thiềm thử to hơn một xíu, có mã TCTT095, cao 41, ngang 50, sâu 42, nặng 44 kg. Và có giá bán bên em là 7.500.000 đồng cho tác phẩm này. Phôi gỗ rất là to, hàng đục tay rất là đẹp và sắc nét. Và thiềm thử này ở dưới thì có một dây tài lộc rất là tuyệt vời. Em sẽ xoay tứ diện để cho cả nhà chúng ta cùng ngắm. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến bức tượng nào, các bác hãy nhắn tin qua Zalo 0355678885 hoặc số 0868688137 để bên em tư vấn cho các bác một cách cụ thể hơn các bác nhé. Đây là một tác phẩm vạn sự tùy duyên, được làm từ chất liệu là gỗ bách xanh mộc châu. Form này là form cao 60 các bác nhé. Và chỉ có một form duy nhất thôi. Và vạn sự tùy duyên thì khi mà bác chúng ta trưng bày ở trong nhà thì sẽ cầu may mắn, cầu bình an và cầu con cái cho gia đình các bác nhé. Tiếp theo là tác phẩm quan công ngự tam long, có mã TQC033, có kích thước cao 1m33, cả kỳ ở dưới thì sẽ là cao là kỳ cao 15 các bác nhé, ngang là 43 và sâu 21, hiện tại còn nặng 45 kg, một tác phẩm liền khối hết các bác nha. Và được chạm khắc rất là tỉ mỉ trên cùng một khúc gỗ, hàng gỗ hộp và được làm rất là đẹp. Ở đây thì là quan công ngự vào ba rồng. Quan công là một trong những cái bức tượng mà trấn trạch vô cùng tốt, thể hiện uy quyền của gia chủ. Và ngoài ra thì còn đi kèm với ba rồng các bác ạ, và thu hút được rất là nhiều tài lộc các bác nhé. Quan công đi ạ, em quay sát vào để cho các bác chúng ta cùng nhìn diện mặt của quan công, được làm rất là tỉ mỉ và sắc nét, đào chạm rồng rất là tuyệt vời. Và tiếp theo thì bên xưởng đồ gỗ sẽ giới thiệu đến các bác tác phẩm di lặc nhị tiểu, chất liệu là gỗ nu hương huyết. Tác phẩm có mã TPDL380, có kích thước cao 55, ngang 52 và sâu 45, hiện tại là còn nặng 42 kg, với gai nu tự nhiên hết các bác nhé, và không phay ra một chút nào luôn ạ. Và tác phẩm thì có giá bán bên em là 20 triệu đồng cho tác phẩm này. Và các bác chúng ta có thể search ở trên mạng để tìm hiểu về chất liệu gỗ hương huyết các bác nhé. Đây là một trong những cái chất liệu gỗ mà đang rất là quý hiếm và giá trị hiện nay, thuộc nhóm 1A của Việt Nam. Và ngoài ra thì gỗ nu hương huyết này với một cái độ bền nó rất là tốt, cứng chắc. Và ngoài ra thì gỗ này thì người ta chuyên làm các bộ bàn ghế VIP đấy ạ. Nên là để mà có thể hình thành gai nu hương huyết như thế này thì phải mất đến hàng trăm năm. Và em sẽ quay tứ diện để cho các bác chúng ta cùng ngắm về tác phẩm này. Đấy ạ, gai nu ở dưới lại tự nhiên hết. Bác nào chúng ta muốn chơi những cái tác phẩm hàng độc đáo và chúng ta muốn chơi những bức tượng độc và lạ chỉ có một bức duy nhất thôi, các bác chúng ta hãy lựa chọn cho em những cái tác phẩm như thế này các bác nhé. Đảm bảo các bác là không đụng hàng với ai cả, và ngoài ra nó còn rất là quý hiếm và giá trị nữa. Đó, được làm tứ diện và nguyên một cái biểu nu rất là to đúng không ạ? Và những tác phẩm này thì các bác lựa chọn cho em những cái chỗ để ở phòng khách, cửa hàng, văn phòng hay công ty để kéo tài lộc vào trong nhà. Và gai nu rất là tuyệt vời đúng không này, chất gai nó rất là cứng nhá, nó rất là đẹp. Và mặt đục của di lặc đây ạ, mặt đục của di lặc thì rất là hoàn hỉ.
Vâng, siêu đẹp luôn ạ. Và bây giờ thì em sẽ chuyển sang một vài tác phẩm khác nữa để cho các bác chúng ta cùng ngắm kỹ hơn nha. Phía đây là tác phẩm gì đặc nhất tiểu ngồi trên bao tiền, được chế tác từ chất liệu gỗ nhu hương, có mã TPDL330 K34-43 số 16, nặng 7kg. Tác phẩm này thì có giá bán bên em là 5.800.000 đồng các bác nhé. Và cái phần bao tiền ở dưới là gai nu tự nhiên này các bác này, và được làm rất là kỹ càng. Em xoay tứ diện một phòng để các bác chúng ta cùng ngắm nhé. Và hàng được làm tứ diện, và đây là một tác phẩm để bàn rất là tuyệt vời mà các bác chúng ta có thể lựa chọn để ở trong không gian của mình. Các bạn ở phía bên này thì có hai mẫu tượng đang làm mưa làm gió ở trong xưởng tượng gỗ các bác này. Bên này thì là pho trúc phúc cao 1m. Đây ạ, em sẽ quay nghiêng cái máy ra chỗ này để các bác chúng ta cùng nhìn nhá về cái độ to của bức này. Đó, và những cái tác phẩm này thì là hàng được tay và được làm rất là kỹ, máy nó chỉ tác động khuôn ở bên ngoài thôi. Và tác phẩm này cao 1m, form bên này cao 80 thì em đã chốt rồi, còn cao 1m này thì em còn ở các bác này, ngang 37 và số 33, được làm từ chất liệu gỗ hương đá, hàng đục tay, và mẫu cũ của nó là mẫu đứng trên bao tiền thôi, còn mẫu này thì em làm độc đáo hơn một chút, đó chính là làm thêm 5 tiểu đồng. Đó, và tất cả các chi tiết đều được chặt nổi lên trên này hoàn toàn. Và ở bên này thì là di lặc ngũ phúc, vác cành đào đứng bao tiền, hàng này là hàng cao 80, ngang là 36 và sâu là 32. Đó, cũng được đục tay rất là đẹp và hoan hỉ các bác nhá. Và những cái mẫu này thì là gỗ hương đá, form gỗ nó rất là to, hàng gỗ hộp bản nó rất là đẹp. Các bác thấy vân veo và những cái chi tiết này, các cái tiểu đồng làm cũng rất là tuyệt vời. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến mẫu tượng di lặc như thế này, cân kiện để bàn và dễ để, các bác có thể lựa chọn cho em hai pho trúc phúc và pho vác đào này các bác nhá. Tiếp theo là tác phẩm bầu bí chất liệu gỗ nhu hương, hàng nhu kín mít, có mã TLV275, cao 58, cao kỷ cao 67, ngang 46 số 33, nặng 26,5kg. Và tác phẩm này thì có giá bán bên em là 25 triệu đồng cho tác phẩm này các bác nhé, với hoa nu kín mít luôn ạ, và được làm canh bong tỉ mỉ và liền khối hết các bác nhé. Và nếu như bác nào mà chúng ta đang tìm kiếm những cái tác phẩm nu hương đẹp độc đáo thì các bác có thể lựa chọn cho em tác phẩm bầu bí nu hương này các bác nhé. Và bên này thì là một không gian rất là đẹp các bác nhé, với các tác phẩm rất là độc đáo, được làm từ gỗ chắc đỏ đen. Và bên này thì có một tác phẩm siêu VIP, quan công ngự song long, được làm từ chất liệu gỗ hương ta. Và tác phẩm này thì đã quay cho các bác từ những lúc mà nó còn mộc rồi đấy ạ. Và tác phẩm có mã TQC008, cao 1m08, ngang là 1m10 và sâu là 63, nặng 87kg. Và tác phẩm này còn có cả đao các bác nhá, nhưng mà hiện tại là em chưa gắn đao vào thôi, đao đang để trên này là các bác này. Đó, và rồng này, và các chi tiết được chạm khắc rất là tỉ mỉ luôn ạ. Và quan công với một cái dáng đứng rất là uy quyền, vệ vệ đúng không ạ. Đây ạ, song long, rồng được làm rất là kỹ. Và tác phẩm này là một cái gốc hương ta rất là to. Và khi mà các bác chúng ta làm ra một tác phẩm tuyệt vời như này thì các bác trưng bày ở trong nhà rất là tuyệt vời các bác nhá. Trấn trạch rất là tốt, bảo vệ gia chủ, thể hiện uy quyền của gia chủ. Phía trong này thì là một tác phẩm đạt ma múa võ, được làm từ chất liệu là gỗ nu ngọc am. Và tác phẩm đạt ma múa võ nu ngọc am này thì em mới hoàn thiện xong, còn chưa làm mã đâu. Nên là bác nào mà chúng ta quan tâm đến cái dáng đạt ma nu ngọc am, cái dáng này thì các bác hãy nhắn tin qua Zalo cho em để bên em tư vấn các bác nhá. Còn đây thì chắc hẳn là một cái kệ mà các bác rất là thích đây. Rất nhiều bác săn đón đây. Toàn là gỗ chắc đỏ đen ở cái kệ kính này thôi ạ. Nên là cái kệ này có thể tính sơ sơ ra là cũng phải lên đến hơn 500 triệu đồng một cái kệ này các bác nhá. Toàn bộ tác phẩm này mà cộng vào cũng phải hơn 500 triệu đồng đấy ạ. Nên là bác nào chơi luôn cả kệ này trong nhà là siêu siêu đỉnh luôn đấy các bác ơi. Tác phẩm đạt ma em đang quay giới thiệu đến các bác có mã là TDM084, cao 90, ngang 30, sâu 28, nặng 16,5kg. Có giá bán bên em là 19.500.000 đồng cho tác phẩm này. Hàng gỗ chắc đỏ đen liền đến 99% các bác nhé. Có cái dây xích là rời thôi, còn lại thì liền khối hết. Và đây là đạt ma đứng nghe các bác nhé, nghe là bàn rất là tỉ mỉ này. Ở đây góc quay là hơi khó quay một chút, nên là các bác chúng ta xem qua ưng mẫu nào, ưng kích thước thì hãy chụp ảnh màn hình lại và nhắn tin Zalo cho em để bên em tư vấn các bác nha. Bên này thì là một tác phẩm quan công đứng dưới cờ, được làm từ gỗ chắc đỏ đen, có mã TQC026, cao 95, ngang 38, số 38, nặng 19kg. Tác phẩm có giá bán bên em là 26.500.000 đồng cho tác phẩm này.
Và các bác có thể nhìn thấy là diện mật của quan công làm rất là thần thái, làm canh bông rất là tỉ mỉ, từng chi tiết một và được làm di sần rất là kỹ. Sang bên này thì là tác phẩm Di là Ngũ Phúc, Nhị Nghê Vác Cành Đào gỗ chắc đỏ đen. Nhìn đây nó đang rất là nhiều đồ nên em sẽ quay lướt qua cho các bác nhé. Và nếu các bác chúng ta ưng mẫu nào thì hãy nhắn tin cho em. Bức tượng này thì có giá là 26.500.000 đồng. Và những cái tác phẩm này thì đều có những cái video riêng rồi, nên là các bác chúng ta có thể vào riêng kênh của em để có thể xem các cái video em quay từng bức một nhé. Đây là Di Lặc Tam Tiểu Vác Cành Đào đứng dưới gốc tùng, được làm từ gỗ chắc đỏ đen này. Con này thì có giá là 18.500.000 đồng. Bên này thì là mẫu Di Lặc Ngũ Phúc đừng cà chép, chất liệu là gỗ chắc đỏ đen. Con này thì có giá là 21.500.000 đồng các bác nhé. Bên lên trên chỗ trên này thì có Di Lặc này, Ngũ Phúc Vác Cành Đào và đứng dưới gốc cây tùng. Con này có giá là 18 triệu này các bác này. Em báo giá qua nhé, và các bác ưng mẫu nào thì hãy nhắn tin cho em nha. Trên này thì có pho Di Lặc Tam Tiểu Vác Đào gỗ chắc đỏ đen liền khối giá 23 triệu này. Đó. Là rất là đẹp, những chi tiết làm cánh bông rất là tỉ mỉ. Con này thì có giá là 12.500.000 đồng. Đó, các bác chúng ta xem qua nhá, ưng mẫu nào chụp màn hình lại nhắn tin Zalo cho em để bên tư vấn nhá. Bên này thì có pho Di Lặc Nhị Tiểu cầm hoa sen gỗ chắc đỏ đen giá là 16 triệu này. Di Lặc Ngũ Phúc một nghê này, giá là 16.500.000 đồng, gỗ chắc đỏ đen liền khối này các bác này. Rồi là em sẽ sang bên cửa bên kia để quay tiếp cho các bác một vài tác phẩm chắc. Phía bên này cũng còn một vài tác phẩm chắc này. Bức Di Lặc Tam Tiểu Long Quy và nghe gỗ chắc đỏ đen, phao này là 19 triệu các bác này, làm rất là đẹp. Bên trong này thì có giỏ nho sắc gỗ chắc đỏ đen này, giá 7.500.000 này. Và đây là Di Lặc Ngũ Tiểu và hai nghe các bác nhé, phao này là 17 triệu này. Đó, đây là một phao chắc để bàn Di Lặc Nhị Tiểu Tam Tiểu ngồi nghe và ở trên ngồi dưới cả gốc nấm linh chi nữa, gỗ chắc đỏ đen, phao này để bàn rất là tuyệt vời. Đó, ở bên này thì có một tác phẩm đặt na Hàn Long gỗ chắc đỏ đen siêu vip luôn ạ. Pho tượng này rất là đẹp luôn, còn đúng một bức duy nhất thôi, làm rất là phiêu. Pho này 18 triệu này các bác này. Đó, trên này thì có pho Di Lặc gỗ cẩm lai và một vài các cái tác phẩm Di Lặc gỗ chắc đỏ đen khác nhé. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến những mẫu tượng này thì hãy nhắn tin qua fanpage cho em, hoặc nhắn tin qua Zalo 0355678885 hoặc số 0868688137 để em tư vấn các bác nha. Bên này thì có một pho Di Lặc Cửu Tiểu Vác Cành Đào kéo bao tiền, được làm từ chất liệu gỗ hương ta siêu to luôn ạ. Nhà bác nào rộng để cho em cái bức này lên thì quá là tuyệt vời. Và những hàng diệp to này thì em chỉ còn đúng pho này là pho cuối cùng thôi. Có mã TPDL 365, cao 89, ngang 1m13, sâu 35,5 và còn nặng là 80 cân, giá là 25 triệu đồng các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến những pho tượng như thế này thì có thể nhắn tin cho em, hàng liền 99% và đục tứ diện luôn các bác nhé, đặc cỗ luôn đấy ạ. Em có pho phu thê viên mãn được làm từ chất liệu gỗ hương ta, có mã VHG 048, cao 1m57, cà kỳ cao 1m8, ngang 70 và sâu 45, nặng 116 kg, và có giá bán bên em là 20 triệu đồng cho tác phẩm này. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy là làm canh bong rất là tỉ mỉ, từng chi tiết một luôn nha, và nguyên một cái khúc gỗ rất là to. Các bạn có thể nhìn thấy là kích thước phải gần bằng với pho trúc phúc cao 1m8 của em luôn đó nhá. Đó, rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Đằng sau thì có một pho Di Lặc Cửu Tiểu chất liệu gỗ ngu hương, làm cực kỳ kỹ và một phôi gỗ rất là to, đục ra rồi còn nặng 80 cân. Đây các bác có thể nhìn thấy là chất nu ở trên bao tiền này, chất nu cám kín mít luôn ạ. Và bức tượng này thì có giá bán bên em là 75 triệu đồng các bác nhé. Dạ, pho tượng này thì mới hoàn thiện xong, Di Lặc Ngũ Tiểu ngồi các bác này, form gỗ các bác có thể nhìn thấy là rất là to. Đó, bác nào mà quan tâm đến pho tượng này thì các bạn Zalo với em để bên em tư vấn nhá, chụp ảnh màn hình lại và nhắn tin cho em nha. Đây ạ, Di Lặc ngồi rất là cân kiện luôn. Đây ạ, phu thê viên mãn này, chất liệu của hương ta, hàng nghệ nhân làm, phu này là 20 triệu này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Những cái bông hoa làm rất là tỉ mỉ, cẩn thận, từng chi tiết một. Đó, bên phía bên này thì có Di Lặc Ngũ Phúc và Tam Nghê gỗ chắc đỏ đen. Tác phẩm này thì có giá bán bên em là 28 triệu 500 nghìn đồng.
rất là tuyệt vời. Và ở đây thì em có pho quan công ngự tam long được làm từ chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi và cao là 2,5 m. Và nếu như bác nào mà nhà chúng ta có không gian một chút ạ, để cho em pho tượng này lên thì quá là tuyệt vời luôn ạ. Đây các bác hãy nhìn thần thái cho em nhé. Đó, và rồng này làm rất là kỹ và sắc nét từng chi tiết một luôn ạ. Và pho tượng này thì bác nào mà quan tâm thì hãy nhắn tin qua fanpage cho em để em tư vấn nha. Và vừa rồi thì cũng là một cái video tổng hợp, em quay toàn bộ không gian của cửa hàng để cho các bác chúng ta xem. Và vẫn còn một vài bức nữa mà nó hơi nhỏ một chút nào, cũng hơi khó bê ra ngoài. Nên là các bác chúng ta quan tâm đến bức tượng nào, hãy chụp màn hình lại và nhắn tin qua fanpage cho em nhé. Hoặc nhắn tin qua Zalo cho em 035 5678 885, hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho xưởng tơ gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.